Anh em ơi, đồ mà đi mệt gần chết rồi mà thằng bạn mà rủ đi lên rẫy nó thăm rẫy mà mình đi mệt gần chết rồi, nó kêu rẫy chỗ đây tí nữa, hồi nãy một chỗ mấy lần chỗ đây rồi chưa tới anh em ơi, bây giờ phải leo dốc leo núi nữa đây. Ô sao 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 mấy lần chỗ đây rồi anh em ơi, ui leo núi gần chết rồi, bây giờ nó cứ kêu chỗ đây anh em coi nó kìa. Đấy đấy đấy, cứ kêu chỗ đây mà tôi leo hồi nãy giờ mấy lần chỗ đây rồi, muốn chết muốn sống rồi mà em coi dốc này còn mấy lần chỗ đây rồi mà coi như chưa tới rồi đây. Ôi hậu lệ luôn, ôi mệt. Phương tí nó kêu chỗ đây rồi nó rủ đi lên rẫy nó. Wow, kìa nó kìa nè, quý mập ấy. Nó kêu chỗ đây mà bây giờ bao nhiêu lần chỗ đây rồi chưa thấy nó tới kìa. Wow, ở quê mình nè toàn là cái như cây keo không nha nè, keo phía rừng không, đây người dân họ canh tác toàn cây keo không đó anh em thấy không. Wow, sao đấy hả, lấy ra được một xe không vậy, để đi được một xe nhỏ dữ vậy. Rồi đây bán bao nhiêu, đám keo đây giờ 50 triệu bán không? Chốt luôn, không nói nhiều. 50 triệu thì ép nó quá. 50 triệu ép quá hả? 50 triệu ép quá thì thâu thêm 1 triệu nữa đi. Năm 51. Anh đây có 800 cây. 800 cây hả? Ủa 800 cây vậy ít. À, thâu 20 đi. 20. 20 triệu. 20 triệu rồi. Được không? 20 triệu được không? Chốt luôn này. Đây anh em. Để mua keo của thằng bạn đây. Thằng béo đây. Nó dẫn lên coi keo nó bán đây mà. Ta 50 triệu nó kêu hề. Ép nó quá. Mình bớt lại 20 triệu. Đùa chứ. Mình tiền đâu mua anh em, đi thăm rẫy cho vui ấy chứ. Kia nè anh em. Bên kia là rừng nha anh em. Đó. Bên đấy là rừng. Đấy. Em thấy không? Còn ở dưới đây là keo hết. Keo hết đó anh em. Đấy, bên trên kia là rừng. Cái rừng này dưới đây là nói chung rẫy của người ta là rừng thì rừng đấy, rừng tí trên kia kìa. Thì nói chung là rẫy ở cứ cứ rẫy người ta là trồng keo hết, đa số là trồng toàn là keo không rồi anh em. Còn ngoài ra từ rừng ra là còn toàn là keo á. Keo bên kia người ta họ trồng cây câu ăn trầu á anh em. Keo ăn trầu đấy. Đấy, còn một đây. Kia nữa nè. Đây anh em thấy không? Đấy. Hả? Còn rẫy 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 nào cháy ra to đâu. Đấy không có chỗ sạch sạch đấy, cháy sạch đấy. Để con béo nó nữa này. Đây nè. Ồ, đám keo đây bây giờ bán nhiêu đây? Biết ngõi á. Chưa bán được đâu. Chưa bán được đâu hả? Vậy nem nữa mới bán hả? Nem hoặc là mờ nem nè, chiều đây là đế không bán, không bán được, không bán để cho nó lớn rồi bán chứ. Nó quá bán làm gì.
mình quay video tới đây nha anh em. Hẹn anh em gặp lại cho anh em trong những video clip tiếp theo nha. Và nếu yêu mến tôi thì đừng quên đăng ký kênh của tôi để theo dõi những video khác tôi chia sẻ lên nha anh em. Ôi, đây cây khế này anh em. Đây cây khế.